chút hồn nhiên lo muốn xa khen son người yêu xăm chín riêng một nỗi nhiều. Tối hôm đó Ruth lên mạng nhờ chị Google giúp đỡ tìm địa chỉ đến trường học trên núi, nhưng chị Google dò tìm không ra đành bó tay. Anh nhớ ra, anh nghĩ rằng nếu qua thích đi đến đó thì chắc chắn ông Uyết cũng sẽ biết, ông ấy sẽ giúp được mình. Nên anh gọi điện thoại cho ông Uyết hỏi thông tin về trường học. Đúng như anh suy đoán, cuối cùng anh cũng xin được địa chỉ từ ông Uyết. Sáng hôm sau, Ruth xem lại địa chỉ đến trường học nhưng thấy mấy anh vội vàng giấu đi. Cô hỏi anh đang làm gì đó, anh bảo không có gì đâu. Anh kêu chúng ta nên đi sớm, vô tình cô thấy tờ giấy sau túi quần của anh. Cô lấy ra, cô hỏi anh đang che giấu gì đúng không? Anh trả lời không có gì, đó chỉ là tờ giấy bỏ thôi. Thế là anh giả vờ ném vào thùng rác rồi đẩy hối thúc cô đi nhanh lên. Nhưng sau đó anh lượm tờ giấy nhét vào túi quần lại. Ruth và May ra xe chuẩn bị đi thì quản gia lo lắng cho rằng cậu chủ nên cho tài xế đi giúp cậu. Nhưng anh từ chối nói không cần đâu. Thì An Cung ở đâu lù lù ra làm kỳ đà cản mũi muốn đi cùng. Anh ta cho rằng sức khỏe em không được tốt, có người đi cùng tốt hơn. Ruth đáp lại vợ chồng em cần có sự riêng tư với nhau, nên không muốn có người thứ ba. Cuối cùng Ruth cũng cắt được cái đuôi kỳ đà thích thú rời đi. Còn An Cung ngậm ngùi nhìn theo, không khỏi bực tức. An Cung gọi kêu trác thủ tiêu Ruth. Lúc này Nani ra khiêu khích anh, An Cung tiễn người yêu đi hưởng tuần trăng mật sao? Nani bảo em rất vui anh bỏ cuộc không đeo đuổi May nữa. An Cung phản bác lại sao bỏ được, anh tin rằng May sẽ yêu anh thôi. Nani châm chọc chuyến đi lần này ảnh và May tình cảm sẽ mặn nồng hơn. An Cung nghe rất bực, anh không thua nó đâu. Mặc dù Nani làm cho An Cung khó chịu nhưng bản thân cô cũng không hề vui vẻ. Xe của Ruth và May vừa lăn bánh chưa được bao lâu đang chạy trên đường, Jack cũng đuổi theo bám đằng sau thật chặt không rời một đoạn đường dài. Jack cũng dừng xe lại nhìn theo dõi, thấy Ruth dừng lại quán trên đường để May xuống mua nước cà phê. Còn anh cũng bước xuống xe xem lại sơ đồ thì phát hiện mình đã chạy quá chỗ cần đến. Anh đọc sơ đồ phải đi ngược lại, tìm trên đường cao tốc, sau đó rẽ phải tìm bảng chỉ đường trên núi. Lúc này May mang nước ra, hai người vô tình đụng nhau, cà phê đổ làm ướt người anh. Cô xin lỗi em không cố ý, rồi lấy khăn lau áo giúp anh. Anh bảo không sao, kêu cô lên xe chúng ta đi thôi. Nhưng lên xe cô ấy này làm ướt áo của anh, nên cô khuyên anh đi thay đồ khác không sẽ bị bệnh đó. Cô cố gắng động viên, cuối cùng anh cũng nghe lời mà không từ chối nữa. Bỗng nhiên cô thấy tờ giấy ghi sơ đồ chỉ đường của Ruth để dưới ly cà phê, cô nghĩ là rác không do dự bỏ đi. Lúc này chắc cũng tìm nên ẩn náu nơi nào phù hợp, lấy khẩu súng ngắm thẳng từ xa để bắn Ruth. Đang ngắm đúng mục tiêu là Ruth nhưng đột nhiên May xuống xe đứng che chỗ Ruth nên chắc không thể bắn được. Bởi vì An Cung dặn dò chỉ mục tiêu là Ruth không được đụng đến sợi tóc của May. Ruth hỏi May em có thấy tờ giấy của anh không? Cô hỏi có phải tờ giấy anh lau ly cà phê hả? Em thấy nó giống giấy anh lấy trong hộp giấy nên em bỏ rồi. Anh bảo thôi không sao, thôi bỏ đi. Em lên xe chúng ta đi thôi. Chắc cũng vừa ngắm thẳng vào Ruth. Cũng đúng lúc cảnh sát đến nên Jack đành nhìn Ruth lên xe rời đi. Cuối cùng nhiệm vụ của Jack bị thất bại, chỉ biết nuốt cục tức vào người mà không làm được gì hơn. Về phía Nani biết được ba cô nhận Jack vào làm tại nhà cô. Cô trách vấn ba biết anh ta là kẻ côn đồ, con nghiện cờ bạc và rượu chè nữa mà. Nani nói, ông Kitty bảo lúc trước cậu ấy là kẻ lưu manh, ba không nhận. Giờ ba với An Cung cùng một phe nên cần hợp tác. Nani kêu ba nên đuổi Jack ra khỏi nhà và cô cũng không muốn An Cung dính vào con đường sai lầm. Ba cô không đồng ý lời đề nghị của con gái. Ông cho rằng đã có kế hoạch riêng mình. Ông Kitty xuống nông trại tìm Jack. Người ở đó nói sáng giờ không thấy cậu Jack phân công cho công việc. Ông bảo cậu ấy mới làm ngày đầu tiên mà đã vậy rồi. Ruth chạy xe, hai bên đường toàn ngập tràn hoa vàng tươi thắm. May rất thích thú vẻ đẹp thơ mộng một cách lạ đến vậy. Ruth hỏi em thích không? Cô trả lời em rất thích. Ruth bảo vậy để anh chạy thẳng trên cao nhìn xuống hết toàn cảnh càng đẹp hơn. Xe vẫn chạy băng băng trên đường tốc độ nhanh, anh phanh xe mãi không ăn. Cô bảo đang ngắm hoa, anh chạy xe chậm thôi. Anh đáp lại không phải đâu, động cơ xe tự tăng tốc chứ anh không tác động vào, vì thắng xe bị hỏng rồi. Cô nghe chỉ biết la hét. Ruth khuyên nhủ em bình tĩnh đi May. Khi gặp chuyện May tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn bất ổn hết. Thế là Ruth đâm đầu xe vào lề đường. Anh vô cùng quan tâm lo lắng hỏi em có bị thương ở đâu không May. Cô trả lời em không sao hết. Cô cũng lo lắng cho anh không kém hỏi anh có bị làm sao không. Anh chàng giả vờ như mình đang bị khó thở, vẻ mặt gian manh dễ sợ luôn, làm May sợ hãi vội vã tìm máy thở cho anh. Anh bảo khỏi tìm May, giờ anh không sao rồi. Ruth kiểm tra phát hiện bộ thắng xe bị hỏng cần phải thay cái mới, và bánh xe trước cũng bị nổ luôn. May nghe chỉ biết đứng câm lặng chẳng biết làm gì. Anh gọi trung tâm sửa xe nhưng xui xẻo điện thoại bị mất sóng không có tín hiệu. Hãy để em đi xung quanh đây có người không, nhờ họ giúp đỡ. Bởi vì ở đây đường dốc lắm, anh đi cùng bệnh tim tái phát sẽ mệt hơn đó, May nói.
Thế là May quyết định đi một mình. Ruth không yên tâm nên lặng lẽ đi lẻo đẻo theo sau như trong một đứa trẻ vậy. May cố gắng hết sức đi lên dốc, vô tình quay sang thấy Ruth, cô hú hồn giật mình. Cô trách mắng kêu anh chờ em ở chỗ cũ rồi mà. Ruth bảo để em đi một mình anh không an tâm. Cô đáp lại anh tự lo cho mình thì hơn, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao. Cô khẳng định con đường này đối với em chuyện nhỏ. Cô vừa nói chưa dứt câu bị trượt chân ngã lăn cù mèo xuống. Còn Ruth ở dưới hứng đỡ ôm cô như thủ môn chụp quả bóng vậy. Thế là chân của cô bị bong gân không thể đi lại được nữa. Ruth kêu em cứ ngồi chờ anh ở đây, anh lên đó xem sao. May nhát gan không dám ở lại một mình. Ruth phân tích, nếu dìu dắt em đi con đường dài thì chân em sẽ bị thương nặng hơn. Còn nếu anh cõng em có thể anh và em cùng trượt xuống núi đó luôn. May chọn lựa lên lưng cho Ruth cõng. Anh đi nhọc nhằn khó khăn một thời gian. Khá lâu không thấy một bóng dáng người nào đi qua lại hết. May nói không lẽ nơi này không có ai sống thiệt sao. Ruth bảo chúng ta nên nghỉ chút đi. Cô không chịu cho rằng trời sắp tối rồi. Nếu nghĩ sẽ mất thời gian lắm đó. Ruth bảo anh đang cõng em đó May. Cổ đang trên lưng người ta nặng như cục tạ vậy. Cô còn nói hèn gì em không cảm thấy mệt gì hết trơn. Ruth thả cô xuống ngồi nghỉ ngơi một lát. Mặt trời sắp lặn. Ruth quyết định sáng suốt trở lại chỗ chiếc bị hỏng. May sợ hãi hỏi vậy chúng ta phải ở lại đây qua đêm sao. Ruth bảo em đừng sợ, còn có anh ở đây với em mà. Cuối cùng Ruth cũng cõng May đi trở xuống lại. Ruth lấy lều chuẩn bị cho buổi tối. May hỏi anh có mang theo lều nữa sao. Ruth nói chúng ta đi chuyến đi dài cần chuẩn bị trước chứ, cũng như hôm nay không mang theo coi như tiêu rồi. May nói dạo gần đây em thấy anh kỳ lạ lắm. May thấy Ruth lấy quà từ thiện mang ra ăn. Cô nói em không ăn coi như giảm cân. Ruth hỏi em không ăn đúng không. Cô khẳng định em không ăn đâu. Ruth đang dựng lều, May đứng quan sát thấy không giống qua thiết. Cô ám chỉ ngày mai trở về nhà thì ba của anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Vì con trai bị lạc chỉ một đêm biến thành người khác. Anh hỏi khác ở chỗ nào chứ. Cô trả lời thì cách anh dựng lều làm tất cả mọi thứ mà trước giờ anh chưa từng làm, kể cả đi quân đội cũng không. Anh cho rằng mình học hỏi hoàn toàn trên TV. Mặc dù anh giải thích cô vẫn thấy lạ nhưng chưa hiểu nguyên nhân từ đâu hết. Tối lại Ruth đun nước sôi. Anh thấy May ăn thức ăn quà từ thiện. Anh hỏi sao em nói tối nay em giảm cân mà May. Cô trả lời em đói quá không chịu nổi. Anh thấy cô ăn trên mặt bị dính thức ăn, anh nhặt xuống giúp cô. Lúc nào cô cũng nghĩ anh giở trò xấu với mình. Ruth cười nói anh không có ăn thịt em đâu mà sợ. Mặc dù cô nói lời cảm ơn rất ngượng ngùng. Ruth đứng lên lại chỗ quà lấy chai nước suối ân cần đưa cho May chuẩn bị đêm khuya dùng. Tuy nhiên cô cầm chai nước bảo thôi em đến lều nghỉ ngơi đây. Khi đi đến lều cô nhìn thấy áo bị dơ, cô tự cởi ra. Nhưng khi cô luôn theo dõi Ruth từ đằng xa, cô thấy cử chỉ của Ruth thân hình sáu múi cơ bắp cuồn cuộn rất khỏe mạnh khác với qua thích yếu đuối như ngày nào. Việc qua thích là bản thân từ nhỏ và còn học chung với May nữa. Tính tình qua thích May hiểu rất rõ nhưng cô vẫn chưa có lời giải đáp. Lát sau, trong đầu cô tưởng tượng suy nghĩ rất phong phú rằng Ruth đi đến lại chỗ cô quan tâm lấy nước ấm và khăn chườm vết thương giúp cô. Anh cố tình chườm vào chân cho cô nhằm mục đích có ý đồ xấu xa để sàm sỡ cô, nên cô hét lên rất to vang trời. Nhưng đó chẳng qua cô tự suy diễn trong đầu óc, tâm trí luôn nghĩ ra vậy thôi. Ruth hỏi có chuyện gì vậy May, cô quê quá nói không có gì hết. Ruth cũng quan tâm đến chăm sóc, cũng lấy nước ấm và khăn chườm vết thương cho cô. Cô sợ hãi hỏi anh đang làm cái gì vậy. Anh bảo chân em bị trật phải chườm nóng mới đỡ được. Anh kêu cô đưa chân ra để anh chườm giúp cho đỡ đau. Thế mà cô nghĩ anh làm chuyện xấu xa với mình, tát vào mặt anh thật mạnh. Anh hỏi cái gì vậy May, sao em lại tát anh. Cô giả vờ em không cố ý, lỡ quơ tay hơi mạnh trúng anh thôi mà. Cô sợ nói thôi không cần chườm nữa đâu, em tự lo cho mình được rồi. Cô kêu anh lo việc của anh đi hen. Ruth cũng rất hoang mang, không hiểu xảy ra chuyện gì mà May có hành động bất thường vậy. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ruth đi kiếm củi đốt, vừa về thấy cái túi đồ của mình bị May ném ra ngoài. Anh hỏi sao chiếc túi ở ngoài vậy May. Cô kênh kiệu em nói thẳng không yên tâm với anh. Cô cho rằng anh rất mạnh khỏe không hề yếu đuối. Anh hỏi nếu vậy thì sao nào. Cô trả lời sợ anh không giữ lời hứa, sợ anh có ý đồ xấu với em. Ruth bảo trời ơi khổ quá May, nếu anh không giữ lời hứa ở nhà có giường nệm êm thoải mái sao không làm, mà phải làm nơi hẻo lánh này chứ. Em suy nghĩ hoang đường quá rồi đó May. May lấy lý do tại có ba ở nhà anh không dám thôi. Cô nói tốt nhất tối nay anh ngủ ở ngoài đi. Cô nói xong bỏ vào trong lều. Cô đang ngủ lúc nửa đêm khuya, cô nghe tiếng chim cú mèo kêu, cô sợ hãi tỉnh giấc không làm sao ngủ lại được. Phía bên ngoài có tiếng gió cành cây rung động xào xạc, càng lúc tiếng động càng lớn. Cô không bình tĩnh được nữa nên phải mò ra ngoài khỏi lều đến chỗ Ruth. Cô hỏi nhỏ vào tai anh có muốn vào lều ngủ chung không, nhưng cô không nghe tiếng trả lời, cứ nghĩ anh ngủ rồi. Anh biết nỗi sợ của cô nên giả vờ không nghe thấy. Cô cũng không còn quyền chọn lựa khác hơn nên đành lén lút vào ngủ cùng chỗ với Ruth. Tuy rằng bản thân cô ngủ ké thôi, cố tình lấn người ta ra ngoài đất chiếm chỗ của riêng mình. Ruth biết vẫn cứ giả bộ im lặng để May nghĩ rằng anh đã ngủ say. Sáng hôm sau mặt trời lên đỉnh đầu mà cả hai vẫn ôm nhau thắm thiết ngủ ngon lành.
rút thì cảm nhận rằng cái tay mình hơi đau, nhưng tỉnh lại thấy mây nằm trên tay mình, nên anh vẫn cứ để yên ngắm nhìn cô ngủ. Bỗng nhiên anh bật cười chúng chím một mình. Khi cô tỉnh giấc mở mắt nhìn anh một lúc, lúc này nhớ ra rằng đang nằm trọn trong vòng tay anh, cô giật bắn cả mình hết hồn. Cô hét toáng lên xỉ xỏ vào mặt anh, vừa khóc lóc vừa hỏi anh đã làm gì em vậy hả. Cô xỉa xỏ bảo anh không giữ lời, anh là kẻ lợi dụng, rút xỉ vào mặt cô và nói không biết ai lợi dụng ai thế. Tối qua em ngủ trong lều thì tại sao chạy ra đây ngủ với anh? Sau đó em chủ động ôm anh nữa. Anh ôm người mình giả bộ khóc lóc, anh hỏi mày em đã làm gì anh vậy hả? Em khai lẹ lên em đã làm gì anh rồi. Hét lên anh đúng là kẻ biến thái mà. Cô nói anh tới số sẽ không có đất chôn thân đâu. Thế là cô nhảy qua người rút nhặt được khúc gỗ, đuổi anh chạy lòng vòng chiếc lều. Lúc này cả hai gặp một phụ nữ đang ẵm đứa bé. Cô thấy người phụ nữ có vẻ sợ hãi, cô giấu khúc gỗ ra sau lưng, cô muốn bắt chuyện khen đứa bé dễ thương. Người phụ nữ hoảng hốt lo lắng sợ mây bắt đứa con của mình. Đột nhiên người chồng cũng vừa đến, anh ta nói mấy người có hỏi của 8 năm cũng không trả lời đâu. Mây và Rút hỏi sao vậy, anh ta bảo cô ấy bị điếc mà. Rút hỏi chỗ sửa xe, anh nói phía bên này không có, anh chỉ sang phía bên kia xem sao, anh ta kêu vợ mình về thôi. Cô ấy bị điếc bởi thế trả lời lại tam sao thất bản không. Mây cũng chưa tha cho Rút, anh vẫn bị Mây lấy khúc gỗ đuổi đánh tiếp nữa. Mây và Rút cũng lần theo khu rừng người đàn ông chỉ đường. Cô nghi ngờ hay mình bị họ lừa, anh nghĩ chắc không đâu Mây. Cô bảo chúng ta nên hỏi họ gần hay xa mới đúng chứ, anh hỏi tại sao vậy? Cô nói nếu người trên núi họ cho rằng rất gần thì nó gần thiệt, còn nếu như họ nói hơi xa thì nó rất là xa luôn đó. Anh hỏi em mệt thì chúng ta nên ngồi nghỉ ngơi chút đi. Hai người ngồi nghỉ ngơi đúng cái bẫy của dân làng ở đó. Mây hỏi anh có chuyện gì xảy ra với mình vậy hả? Rút trả lời hình như mình sập bẫy của ai đó rồi đó Mây. Dân làng nghe tiếng động vui mừng, nghĩ rằng có thú rừng bị sập bẫy nên họ kéo đến rất đông. Họ nghĩ rằng con thú rất to khỏe, hô hào định bắn cho chết trước. Lúc này họ nghe tiếng người kêu đừng có bắn, chúng tôi là người không phải thú rừng. Cuối cùng họ chặt dây thả hai người xuống đất. Nhưng họ sống rừng sâu, ăn mặc thổ dân, khi thấy Rút và Mây ăn mặc hiện đại họ cho rằng rất lạ. Họ quyết định bắt cả hai về giao cho thủ lĩnh xử lý, muốn chém muốn giết gì thì để thủ lĩnh định đoạt. Quay lại thủ lĩnh dân làng, anh ta thấy chân Mây bị thương hỏi thăm cô có đau không. Mây trả lời rất là đau. Qua phô cũng ở làng đó nắm đầu quay hỏi ai vậy. Quay nói em đừng nói chuyện với anh cộc lốc vậy được không. Quay trả lời hai người này rơi vào bẫy thú rừng của chúng ta. Quay kêu qua phô lau rửa sạch vết thương giúp Mây. Qua phô thấy Rút đẹp trai hỏi cô gái này là vợ anh hả. Quay nói nếu phải có liên quan gì tới em hả qua phô. Qua phô bảo nếu như phải tôi sẽ không rửa vết thương giúp cổ, còn nếu không phải thì tôi sẽ giúp cổ. Mây cho rằng chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Đúng rồi đó, chúng tôi chỉ là bạn thôi, Rút nói. Khi qua phô vui vẻ giúp Mây lau rửa vết thương xong, Quay kêu hai người lập tức rời khỏi làng của chúng tôi ngay. Rút và Mây xin ở lại một thời gian. Quay bảo nơi đây không chào đón hai người. Mây giải thích chúng tôi bị lạc đường nên đang cần người giúp đỡ. Sau đó chúng tôi không cẩn thận rơi vào bẫy của mọi người. Thiệt tình chúng tôi không có ý xấu làm hại mọi người đâu. Quay cố xua đuổi hai người đi. Mây bất đắc dĩ dùng cách gian xảo rằng mình đang bị đau bụng không thể đi được. Qua phô nghĩ bụng Mây không được khỏe nên kêu Quay cho hai người ở lại. Qua phô cũng dắt hai người đến ngôi nhà trong ở tạm một thời gian. Qua phô vui tính hỏi Rút nếu anh không ở đây được đến ở cùng tôi hen. Mây hỏi căn nhà này hình như có người ở rồi đúng không. Qua phô bảo chủ nhà bả mới chết hôm qua rồi. Mây nghe cũng thấy rén ngang luôn ấy. Rút hỏi qua phô gần đây có ai sửa xe không. Qua phô bảo nơi này không ai đi xe hết, tầm khoảng 2 tuần có người thu gom trái cây làng chúng tôi. Anh hỏi những người đó xem sao. Rút nghỉ 2 tuần quá lâu. Qua phô kêu hai người nghỉ ngơi đi, trước khi rời đi còn đá lông nhau với Rút nữa chứ. Rút bảo em ở đây đợi anh đi chỗ xe lấy ít đồ. Mây không chịu đòi đi theo nhưng Rút cho rằng xa lắm, em không nên chờ anh ở đây, anh về liền. Mây thấy có bé mèo con kêu cô cũng sợ thoát tim. Ông khi tiên nhìn thấy Nani có nhiều tâm sự, ông hỏi thấy con không được vui, ông nghĩ con gái nhớ tới An Cung. Nani biết rằng An Cung không hề yêu thương mình. Cô nói với ba mình con không muốn nhắc đến anh ta nữa đâu ba. Ông hỏi có chuyện gì nhưng cô không muốn nói ra. Người làm cha thì sao không hiểu con gái mình thế nào chứ. Cô nói con không muốn yêu một người không thấy sự hy sinh của con. Ông thuyết phục mãi cuối cùng Nani cũng kể rằng cô mang thai và An Cung chạy trốn trách nhiệm làm chồng làm cha. An Cung thắc mắc không biết Mây và Qua Thiết Giả đi đâu rồi. Anh ta bảo vậy còn đi qua đêm nữa chứ. Chát nghĩ chắc bị bọn cướp chặn đường cướp và bị giết luôn không chừng. An Cung tức giận đấm vào mặt Chát thật mạnh. Cậu nói nhảm nhí gì hả? Qua Thiết nói chết sống tôi không quan tâm, đặc biệt không được đụng đến Mây. An Cung nhận được điện thoại cha của Nani kêu anh qua bàn công chuyện làm ăn. Chát hỏi có khi nào ông ta tiết lộ chuyện của chúng ta không? An Cung cho rằng loại người như ông ta dễ xử lý lắm, cậu đừng lo. Ông Kitty hỏi An Cung chuyện của Nani con quyết định thế nào? An Cung hỏi vậy Nani đã nói chuyện với chú rồi sao? Ông cho rằng người làm ba không được biết chuyện của con gái sao? Ông hỏi sao con không tôn trọng con gái của chú? An Cung hỏi chú muốn con phải làm sao đây? Ông nói con là đàn ông phải biết làm sao để chịu trách nhiệm chứ sao hỏi lại bác? Ông cố tình đe dọa nói Nani là báu vật của chú, cho rằng ai làm con gái của chú bị tổn thương thì chú sẽ trả lại gấp đôi. An Cung bảo con hiểu rồi, cứ để con tự xử lý. Ông nói hai đứa trao đổi với nhau đi. Ông vừa đi khỏi, An Cung lật mặt nhanh bỏ đi không thèm nhìn mặt Nani.
Cô ta chạy theo ôm anh nói cuối cùng anh cũng chấp nhận Nani rồi. Cô không ngờ An Cung Vũ Phu tát vào mặt cô. An Cung bảo cô dám nói chuyện của chúng ta với ba cô sao? Cô muốn ở với tôi lắm phải không? An Cung nói nếu cô muốn ở bên tôi thì cô không được làm trái ý tôi. An Cung muốn dùng Nani để lợi dụng sự tính toán tiếp theo của mình. Cô đang ở một mình thấy những bọn trẻ cô định hỏi chuyện. Nhưng do cô ăn mặc khác hơn người trong làng mấy đứa nhỏ cho rằng cô lạ nên lấy đá ném vào người cô. Lúc này cô thấy Ruth về cô vui mừng hỏi sao giờ này anh mới về. May quyết định anh mà đi đâu là em đi theo đó. Ruth bảo em đừng nói với anh là em sợ ma nha. May và Ruth cho rằng mọi người trong làng kỳ cục quá không thân thiện với chúng ta gì hết. Lúc này qua phô đến mời hai người dùng cơm trưa cùng mình. Nhưng quay thấy không hài lòng hỏi tại sao hai người lại đến đây. Qua phô cho rằng đây là khách của em nếu họ gặp khó khăn thì em phải giúp đỡ. Quay bảo anh không giết họ là may mắn cho họ lắm rồi. Qua phô Vũ Phu đòi đánh quay. Quay giận dỗi không ăn cơm nữa. Ruth áy náy nói hay tôi về nghỉ ngơi. Anh ấy không muốn ăn cơm cùng chúng tôi đâu. Qua phô bảo hai người yên tâm đi để đó tôi xử lý anh ta. May muốn biết lý do quay ghét hai người đến vậy. Theo lời quay kể có một số người xấu ở thành phố đến ngôi làng chặt phá rừng và lừa những người nông trại ở trong làng vận chuyển ma túy chút xíu là bị tù tội. Anh ta cho biết rất nhiều tỏ ra thân thiện như hai người vậy. Ruth hiểu cũng thông cảm cho quay anh nói ngày mai chúng tôi sẽ đi anh cứ an tâm. Qua phô thấy May chưa khỏe hẳn cô không yên tâm. May cũng cảm ơn qua phô giúp đỡ mình một ngày. Hai người cũng xin phép về nghỉ ngơi mai lên đường. Qua phô bảo với quay em thấy hai người này tốt anh hãy tin tưởng em đi mà. Tối hôm đó, May bị muỗi đốt cô không ngủ được. Cô ngồi bật dậy đập muỗi động Ruth tỉnh dậy. Anh hỏi có chuyện gì vậy May? Cô nói muỗi đốt khắp người em rồi. Cô hỏi anh không có đem kem chống muỗi sao? Anh nói đi gấp quá quên mang theo. Cô phàn nàn như vậy tối nay phải làm sao đây? Ruth nghĩ rằng chúng ta cần đốt lửa linh xua đuổi muỗi đi. May kêu Ruth anh đi đốt lửa gấp lên em chịu hết nổi rồi. Mặc dù Ruth đi đốt lửa linh hầu như cũng không khả quan cho mấy. May vẫn bị muỗi đốt như thường. Cô kêu Ruth nhưng anh ngủ say xưa không nghe. Nàng ta cũng tài lanh cố bỏ củi thật nhiều và đốt lửa thật mạnh, thật to. Sáng hôm sau cháy thiêu rụi căn nhà, thế là ra ngoài ở luôn. Quay cho rằng người thành phố họ chỉ gây ảnh hưởng cho dân làng mình, mà em không tin nhìn đó. Qua phô biện minh cháy nhà. Đối với dân làng chúng ta rất bình thường, lúc nào cũng có thể xảy ra mà. Quay cho là họ làm cháy thì phải chịu trách nhiệm hình phạt của làng. Vào lúc ở làng có sản phụ sanh nhưng bà mụ sanh đã qua đời rồi. May liều mạng cho rằng mình có thể sanh em bé được. Nàng ta nhận bừa đại để tránh nhận hình phạt của làng thôi. May đến nhà sản phụ rối rít lên mình phải làm sao đây. Anh trả lời sao giờ lại hỏi anh em tự nhận biết đỡ sanh mà. Phụ nữ sanh coi như thập tử nhất sinh. May thì kêu dùng hết sức rặn chuẩn bị sanh. Ruth kêu khoan dừng lại đã. Ruth kêu chị cứ chậm chậm hít vào thở ra thả lỏng tinh thần thoải mái rồi chuẩn bị. Thì May kêu khoan dừng lại em là phụ nữ cổ phải nghe lời em chứ. Ruth kêu em đừng làm rối lên vì đây là mạng người đó May. Thế là hai người cãi nhau, lúc này sản phụ chịu hết nổi tự sanh luôn. Hai người đang chăm sóc em bé vừa chào đời. Bỗng nhiên sản phụ nói còn một đứa nữa giúp tôi. Cuối cùng nhiệm vụ sanh em bé cũng thành công suôn sẻ. May và Ruth ẵm cặp sanh đôi ra chào dân làng. Quay cho rằng đỡ sanh xong rồi hai người rời khỏi làng ngay lập tức. Tôi tha không giết hai người nữa. Qua phô ký vào đầu quay sao anh có thể đuổi họ được. Quay cũng không dám cãi qua phô nữa. Qua phô dẫn May và Ruth đến ngôi nhà mới. Quay vẫn gắt gỏng nói đây là ngôi nhà duy nhất còn sót lại. Nếu hai người làm cháy nữa thì ra đường ngủ luôn nha. Quay thấy qua phô quan tâm đưa thuốc chống muỗi cho Ruth nên anh ta ghen tuông. Ruth cảm ơn qua phô. Bây giờ mới nhận ra người dân nơi đây tuy bên ngoài rất lạnh lùng, trong lòng họ tốt bụng và hiền lành. Em làm cháy nhà mà họ vẫn cho mình chỗ ở mới. Ruth nói tại họ bảo vệ bản thân để tránh bọn người xấu lừa gạt thêm thôi. Lát sau qua phô mang thức ăn đến May mở ra nhìn thấy món ăn cô hốt hoảng. Qua phô cho đây là món này ngon đặc sản nơi đây luôn đó. May xin lỗi tôi không ăn được món này. Qua phô hỏi cô muốn ăn cái gì. May hỏi đây có thịt heo chiên không. Qua phô trả lời có chờ tôi đi lấy. Cổ không phải đem một miếng thịt mà dắt luôn nguyên con heo bự chà bá luôn. Qua phô bảo tôi chọn cho cô con mập nhất đàn đó. Tôi bận lắm nên cô tự làm đồ ăn đi hen. Nói xong qua phô rời đi. Ruth lấy con dao giả vờ làm thịt con heo nhưng May cản ngăn. Cô bảo anh mà giết nó là em giết anh luôn đó. Em đã đặt tên cho nó là Cút Cu rồi đó. Thế là bé heo trở thành thú cưng chứ không phải món heo chiên nữa. Cô đang vuốt ve cho Cút Cu ăn có côn trùng đậu vào tay cô nên da bị dị ứng nổ mẩn ngứa. Ruth thấy vô cùng lo lắng nói em cứ chờ anh ở đây để anh đi lấy thuốc. Không biết anh chàng học từ đâu trị bệnh bằng nước tiểu người. Ruth mang đến cho May. Cô hỏi thuốc anh lấy ở đâu vậy. Ruth nói em không cần quan tâm miễn có thuốc là được rồi. Anh cho rằng dùng đổ một lần lên luôn nhưng cô thì cứ thoa từ từ làm anh chàng nhăn nhó. Cô thấy anh nhìn vào người cô cho rằng anh có ý nhìn trộm có ý đồ xấu. May cố tình lấy một ít nước vẩy vào mặt Ruth còn nói anh hư đốt lắm đó. Ruth suy nghĩ nói trời ơi nước kinh khủng quá đi mất. May cho rằng thuốc hiệu quả đỡ ngứa thật sự mà còn dễ chịu nữa. Cô nói nếu uống chắc chắn sẽ hiệu nghiệm lắm cho xem. Ruth khuyên em chỉ cần thoa là được rồi không cần uống đâu. Nhưng May cố chấp quyết định phải uống. Ruth cản ngăn không được bắt buộc phải nói sự thật là nước tiểu của chính mình. May nghe hét lên bộ anh điên rồi hả. Cô cầm được cái gì là ném vào người Ruth cái đó. Ruth bảo nó vẫn hiệu quả em cũng thừa nhận vậy mà. Cô nói anh sao đối xử với em như vậy.
anh đúng là ở dơ mà, Ruth bảo chỉ cần tắm là sạch sẽ thôi mà. May bắt anh đi tắm cùng với mình, Ruth và May dắt nhau ra bờ suối nhưng phong cảnh ở đây rất là đẹp. May và Ruth rất thích thú, cô nói cảnh ở đây thật là đẹp đó. Cô hỏi có thật mình tắm ở đây được sao? Ruth bảo đương nhiên rồi, mình phải tập tắm cảnh thiên nhiên hoang dã mới thú vị chứ. Anh cởi đồ tắm, cô la hét lên. Anh nói đi tắm mà không cởi đồ sao mà tắm được hả May? Anh thì nhảy xuống tắm bơi lội thoải mái, mát mẻ. Cô cũng thay đồ chuẩn bị xong ra ngoài. Cô hỏi bộ anh cởi hết quần áo luôn hả? Anh trêu chọc, cô nói em thiệt kỳ lạ, tại sao nghỉ tắm mà vẫn mặc đồ chứ? Cô trách mắng sao anh có thể làm như vậy? Không biết xấu hổ với mọi người xung quanh sao? Bắt buộc anh đứng sau tảng đá, cô thì ngồi ở trong tắm không dám ra ngoài, cũng không cho anh đến gần chỗ mình, nhưng lâu lâu lén nhìn xem anh đang ở đâu. Ruth bước đi nhẹ nhàng từ từ ở sau lưng May, cô quay qua hết hồn. Cô hỏi anh đang làm gì vậy? Anh xin ít xà bông tắm vì quên mang theo rồi. May đưa xà bông kêu anh về chỗ của anh mà tắm. Anh chàng muốn tắm cùng chỗ với cô. Cô tạt nước vào người anh, hai người chơi đùa với nhau. Không may giỏ quần áo trôi theo dòng nước chảy. Hai người bắt buộc phải xuống suối tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn tìm đủ hết, rút lọc ra cái nào của May và của anh. Rút đưa lại cái cô đang mặc trong người cũng vừa bị trôi luôn. Anh hỏi vậy em đang mặc cái gì May? Cô muốn độn thổ luôn, y chang như vợ thằng Đậu vậy. Tối lại Ruth cũng thoa thuốc chống mũi, May vẫn còn mắc cỡ về chuyện lúc tắm ở suối. Cô ngại ngùng hỏi lúc tắm ở thác nước anh có thấy gì không vậy? Anh chỉ biết cười trêu chọc cho là mình thấy vừa to, vừa rõ. Cô hỏi anh thấy gì nói lẹ lên, Ruth nói ý anh là phong cảnh vừa to, vừa rõ rất là đẹp. Nhất là núi, rừng, cây cối, anh rất thích phong cảnh thiên nhiên như vậy. Anh hỏi vậy em nghĩ anh thấy cái gì hả May? Anh không nhìn thấy gì hết đó nha. May nói anh đúng là đáng ghét mà. Cô tức giận lau tóc mạnh. Với mái tóc rút thấy nhắc nhở em lau tóc kiểu vậy hư hết đó May. Anh nói để anh lau giúp cho em. Anh nhìn May và nói thầm rằng tuy em là người anh không nên yêu, nhưng hai người ánh mắt nhìn nhau cũng thấy rõ trái tim đã rung động. Anh cũng bị vẻ đẹp của May hút hồn. Anh đơ người như bị điểm nguyệt vậy. May gọi anh mấy lần mới thức tỉnh lại. Anh đánh trống lảng qua chuyện thoa thuốc chống mũi. Ruth kêu em thoa thuốc chống mũi của qua phô đi anh dùng rồi. May nói để em dùng thử. Ruth nhìn theo May lặng lẽ có tâm sự. Phần 7, bộ phim Dối Tình tạm dừng tại đây. Các bạn yêu thương đăng ký kênh giải trí Romantic giải trí review phim tiếp phần 8 trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.